cho nó gọn thôi đúng không? Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay là một cuộc hội ngộ giữa ba YouTuber. YouTuber cú đấm thép. Cú đấm thép. Chào mọi người. Chào mọi người nha. Cái bên mình là anh Nhân. Hôm nay ra Nha Trang chơi thì thầy trò có đi làm một bữa nhỏ nhỏ gọi là ăn uống giải trí chơi thôi các bạn, chứ không có gì hết. Quay cái video để gọi làm kỷ niệm thôi. Quay video làm kỷ niệm nhưng cũng chưa biết là sẽ quay cái gì ngoài cái chuyện là nói chuyện cho vui cả. Chưa có ra ý tưởng gì hết. Rồi cái đây là anh Nhân, Nhân là chủ kênh. Dạ xin chào các bạn, mình là Nhân Ghè Vlog. Thì hôm nay là cũng nhờ em Huy Cú Đấm Thép TV thì mình mới gặp được thầy Hòa. Thì cũng rất là vui. Đó thì thầy thì ở Nha Trang, mình thì cũng ở sát sát bên, mình là Duyên Khánh. Vì thế mà cảm ơn Huy đã kết nối mấy anh em mình lại với nhau để mà có một cái bữa ăn nó tuyệt vời như thế này. Đấy. Đấy, chúng ta xem Nha Trang bây giờ không khí rất là đẹp. Nghĩa là trưa sáng nay còn mưa tầm tã, bây giờ không khí rất là đẹp. Tí nữa sẽ quay cảnh cho quý vị và các bạn xem. Cho nên là nó đẹp thì thường thường là người ta phải sáng tác thơ hay là hát. Nhưng mấy cái ông YouTuber này chả ông nào biết sáng tác thơ cả, hát thì lại vi phạm bản quyền. Thế cho nên ba ông chả biết làm cái trò gì cả, đành phải quay một đoạn video như thế này để làm kỷ niệm, để gửi tới quý vị các bạn làm cái kỷ niệm mà ba YouTuber ngồi ăn cơm với nhau cùng với hai ông quay phim. Ông Minh, giới thiệu ông Minh quay phim. Đây là ông Minh quay phim của Cú Đấm Thép. Chào mọi người, mình là Minh Caramel quay phim của Cú Đấm Thép Huy. Hôm nay là được ngồi đây chung với thầy Hòa với lại Cú Đấm Thép và anh Nhân. Thì thần thượng thầy Hòa cũng đã lâu rồi, hôm nay cũng may mắn được đi với Huy và gặp được thầy. Rất là vui luôn, từ sáng tới giờ gặp được thầy là không biết là phải nói sao luôn. Ngày hôm nay rất là vui, ngày vui nhất của mình luôn á. Phải không á? Không, thấy bạn đó. Dạ thiệt. Vui á. Dạ. Vui. Ngày hôm nay em rất là vui từ hôm bữa giờ đi ra đây luôn á, gặp được thầy. Thấy bạn nó có biểu hiện như vậy là. Không nói thiệt, tại vì mình nhìn thấy mặt là mình biết. Có nghĩa là có những người ta vui mình không có biết. Dạ. Có những người ta buồn mình không biết. Khó luôn. Nhưng mà mình là đúng là mình thấy là mình vui, mình rồi, có cái cảm xúc. Bây giờ chúc sức khỏe này. Chúc sức khỏe mấy anh em thầy trò nhà này kỳ lắm nha, không có uống bia. Không có ông nào uống bia, uống rượu, uống bảy úp mấy coca, mấy nước lọc không à. Đấy. YouTuber Sĩ Đạo chủ kênh 25 đang cầm máy quay. Đạo TV. Bao nhiêu thời gian rồi, tạm dừng nghe xem nào. Quý vị và các bạn, đây là món lẩu do Cú Đấm Thép gọi. Mình không biết là cái lẩu gì, lẩu hải sản đúng không? Đấy, lẩu hải sản. Chúng ta thấy Cú Đấm Thép nó thèm thuồng như thế nào chưa? Sống luôn. Cái gì cũng sống. Cái gì cũng tươi. Đây là một cái nhà hàng mà có đồ ăn giá rất là hữu nghị. Mặc dù nhà hàng rất là đẹp nha, nằm ở view biển. Mình hay dẫn anh em bạn bè đến Nha Trang chơi là mình rất hay dẫn ra nhà hàng này. Bởi lý do là cái view nó đẹp mà giá nó lại hợp lý, nó không có đắt. Ví dụ như ăn ở đây này, gần đây ngoài đường mấy cái quán vớ vẩn này nó lại đắt hơn ở đây. Nghĩa là nó vừa ồn ào vừa đẳng cấp thấp mà giá nó lại cao hơn. Trong khi mình ngồi ở đây thì giá nó lại hợp lý và nó view nó lại đẹp hơn. Đấy. Đây là gồm có, chúng ta sẽ nhìn thấy một số thứ để mình xem nó có những cái gì. Cá bốp là một. Con này là cái gì của Nhật Bản á. Cái này là cái gì cua của Nhật Bản. Của Nhật đúng không? Cái gốc của nó là của Nhật. Cái gì cua? Cái gì cua? Thăn cua. Thăn cua đúng rồi. Cái này là mình hồi xưa mình có mua về ở siêu thị có này. Cá bốp này. Con này là con gì, ngao hả? Ngao này, mực này, tôm này. Đấy là mấy món chính. Nhìn rất là hấp dẫn. Mùi rất là thơm. Quay em được không? Phải hỏi được không? Nhưng khi quay lên thì bảo không được quay, mệt lắm. Được không em? Dạ, là quay thôi chứ đừng hỏi em gì hả? À, được không? Hỏi gì đây, nhân viên rất là xinh đẹp này đấy. Không biết là có chồng hay chưa nhỉ? Em gái có chồng chưa nhỉ? Dạ, có rồi. Có rồi không sao, bởi vì mình có tán tỉnh gì đâu. Cho nên là có rồi, chả vấn đề gì. Vẫn miễn là xinh là được, đúng không? Không sao cả. Cú Đấm Thép cười rất tươi, anh ta đang chờ mãi một thức ăn chưa chín, anh ta đang rất là thèm. Nước sôi sẵn hả? Nãy giờ nước. Rồi, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những cái đoạn tiếp theo nha. Chúng tôi quay ngắn như vậy thôi. Rồi, các YouTuber đang ngồi xung quanh đang chờ đợi món ăn. Đạo chủ kênh 25 đang gặm hết thịt gà rồi còn xương.
Rồi. Hết còn ok, bây giờ tạm dừng ở đây.